chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì hai lũ đi làm chương trình, đi ngon tình cờ gặp những cây khế quá đẹp. Quay clip chia sẻ cho anh em thưởng thức thật. Cây này thì quá vip. Bể trồng trong cái chậu với nam mách mãi. Ui sao quan sát cái phần bể. Đây là lần đầu tiên mà mình được trực tiếp thưởng thức một cái siêu phẩm khế quá đẳng cấp. Bề rộng là cái chậu này phải hơi mấy tóm. Cái này mà hoàn thiện thì quá đẹp luôn. Siêu phẩm khế đẹp không tì vết. Tác phẩm này được trồng trong cái chậu chiều giờ là 4,5 m và chiều rộng là 2,8 m, chiều câu từ mặt chậu lên chỉ có 1,2 m thôi. Cây này thì quay chia sẻ cho anh em thưởng thức thôi. Chứ nói về giá trị của cái tác phẩm khế này thì chưa thể dám nói được. Hai lúa thì đi làm chương trình thì luôn sang tìm những tác phẩm mà mẹ thiên nhiên tạo tác ban tặng cho chúng ta, chia sẻ cho các bạn yêu bộ môn cây cảnh nghệ thuật cùng chiêm ngưỡng và thưởng thức những cái gì đẹp nhất hay là những tinh hoa của cây cảnh nghệ thuật để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng thêm động lực yêu thích và sở hữu nhiều tác phẩm quý, những tác phẩm độc lạ. Cái bể khế này mình thì không giống nó nhiều, nhưng mà tại khu vực miền Trung thời điểm hiện tại mà hai lúa gây hình thì chắc có lẽ là cây khế này là đẹp nhất. Tuy rằng nó chưa hoàn thiện, mới chỉ là phôi thôi, nhưng mà nét nghệ thuật, những yếu tố hội tụ trên cái tác phẩm khế này đầy đủ. Để mà phân tích chi tiết thì tốn thời gian khó giờ mà có thể phân tích qua đây. Cái này chúng ta đếm kỹ thì có 9 thân.
bị ngược sóng nên các bạn tham cọp. Quá đẹp. Mình sẽ cố gắng quay từ xa để đánh chi tiết để các bạn chúng ta cùng thưởng thức. Quá đẹp. Chắc ở khu vực miền Trung này chưa có cái khế thứ hai đẹp như cái này. Mình thì mình thích cái mạc này thôi. Nếu mà tính hoành tổng của cái khế này thì gần 10 mét. Mà chiều giờ của con phâu này là gần 4 mét. Bò mít to. Cái này mà khi mà hoàn thiện mà cho vài chùm quá nữa thì quá đẹp. Hy vọng là sau khi xem được cuốn video này, quý vị và các bạn chúng ta cùng nhớ đừng quên đăng ký kênh cũng như tặng cho Hay Lúa một like và chờ đợi cùng với Hay Lúa tiếp tục thưởng thức lễ các tác phẩm khế sau khi hoàn thiện. Quá đẹp. Sự mà nó thì khi các bạn đến chiêm ngưỡng trực tiếp thì chắc có lẽ là không thấy chán đâu mà cái này. Toàn bộ những cái mạch cát nó đều liền xẹo hết cả. Đây nó có một số cái vị trí, một số cái điểm nhấn mà theo mình là đánh giá rất cao vì giá trị nghệ thuật. Quá đẹp. Có những vị trí mà bằng mắt thường thì chúng ta không thể tin nổi, mà thiên nhiên có thể tạo ra những góc dẫn, những cái điểm mà không ai có thể ngờ đấy. Trải qua thời gian, mà cái khế này có thể là hôm nay được Hay Lúa ghi hình chia sẻ cho anh em cùng chung cái niềm đam mê bộ môn cây cảnh nghệ thuật, cùng ở chiêm ngưỡng và thưởng thức. Mình cũng xin tạm dừng cuốn video chia sẻ giao lưu những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn đón xem những tập tiếp theo trong cái hành trình kết nối đam mê.
những người yêu bộ môn cây cảnh nghệ thuật. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.